Vậy sao con chơi bông biển đấy, con mới chuyển này. Đây thì bác trả tiền. Đấy, ở đây, rồi. À, con đi trả tiền nhanh nhỉ? Con trả tiền như nào? Con mua hàng này con trả tiền như nào? Con trả hàng đi. Con trả tiền cho bạn đi. Con lấy tiền, con trả tiền cho bạn đi. Bạn ơi, bạn trả tiền. Bạn ơi, bao nhiêu tiền? Bạn đã phục vụ ít. À, bao nhiêu tiền? Ba tiền. Hai nghìn. Cô giáo nhờ cô giáo tính nhá. Cô tính rồi nhá. Lúc này xong là tính rồi nhá. Đẹp chưa? 50.000 Chúa đâu? Chúa đâu nhở? Chúa. Hai con chúa đâu? Em ơi, mua cái gì? Chị Bắp mua cái gì? Chị Bắp mua cái gì ra khoe à? Mua hết cả hàng hết 200.000. Con lấy.